chiều ngày 3 tháng 7, Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã xác minh làm rõ thông tin vụ quan tài nằm giữa đường đang lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân. Qua xác minh, Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đoạn clip được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại vào tối ngày 1 tháng 7 trên tỉnh Lộ 2, đoạn qua đèo Ena, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, một chiếc xe ô tô tải của một dịch vụ mai táng ở thành phố Buôn Ma Thuột chở chiếc quan tài trên đi về hướng trung tâm huyện Krông Anna. Tuy nhiên, khi đến đèo Ena do đường dốc, quanh co nên chiếc quan tài đã bị rơi khỏi xe và nằm giữa đường. Phát hiện chiếc quan tài rơi xuống đường, tài xế xe tải đã quay xe lại để kiểm tra. Tại đây, thấy chiếc quan tài bị hư hỏng nặng nên tài xế đã cố gắng đưa lên xe tải và chở về lại thành phố Buôn Ma Thuột. Sự việc đã được camera hành trình của một xe ô tô đi phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.